rồi thấy vườn phường vị có một cái chỗ nó độc đúng chưa. Đây đây là cái dấu hiệu của một cái ổ độc của một cái mạch máu lớn mà cái vị trí này là động mạch chủ bụng. Khi nào chúng ta thấy cái ổ độc đấy, đầu tiên phải nghĩ là có chừng cái phình của mạch máu ở cái vùng tương ứng đấy, ví dụ trong trường hợp này là coi chừng phình của trong mạch chủ bụng đúng chưa. Cái thứ hai nữa là coi chừng là một cái mạch máu lớn nhưng mà nó tựa lên trên mạch máu đấy là một cái u, ví dụ u ở chỗ miệng nối dạ dày với ruột non thì nó cũng đập đúng chưa. Thứ ba nó là sao, những cái thành bụng bệnh nhân quá mỏng như tin cái ca này đây, thành bụng bệnh nhân quá mỏng thì cũng thấy đập luôn. Như thế thì một cái đập bất thường trên thành bụng khi chúng ta khám bụng chúng ta nhìn nó thì có ba khả năng, một là cái phình của mạch máu, thứ hai là một khối u trên cái khối phình đấy, trên cái mạch máu xin lỗi, một cái u trên mạch máu, và thứ ba nữa là thành bụng bệnh nhân quá sức mỏng, quá mỏng nha. Thì trước một bệnh nhân mà chúng ta thấy một cái ổ độc bất thường như thế này, đặc biệt là bệnh nhân lớn tuổi thì chúng ta đừng bao giờ bỏ sót cái phình động mạch. Hay coi chừng cái bệnh nhân đau là do cái đấy chứ không phải đau gì do những bệnh lý dạ dày tá tràng. Cho nên phải hỏi kỹ bệnh nhân xem có những yếu tố thuận lợi mà không, có tiền căn cao huyết áp, có bị tiểu đường hay không nha. Rồi ông này chắc có bế tắc gì đây, có ống tiêu hóa rồi để kiểm tra xem coi bế tắc ở đoạn nào. Rồi thôi ha.